Rồi, hello, xin chào anh em nhé. Đó thì chào mừng anh em tiếp tục quay trở lại cửa hàng xe máy Phương Nam mình. Đó, trước màn hình anh em đây là một chiếc Exciter nhé anh em, 135 phân khối. Đó, bản này là bản 2011 anh em, 2011 nhé, và phiên bản 135. Đó, bắt đầu vào phần chi tiết anh em nhé. Nguyên bản cái dòng này thì nó là liềng lá. Đó, nhưng mà con này thì mình có xuống cho anh em một cặp liềng tăm trước sau rồi nhé anh em. Đó, nhìn nói chung là xe đã qua sử dụng một thời gian rồi đấy. Những cái vấn đề chảy xước ở trên xe thì anh em nào mua xe đã qua sử dụng thì anh em phải xác định là chắc chắn sẽ có. Đó, nhiều hay ít thôi nha anh em nhá. Đó, chứ còn phần lỗi nhỏ ví dụ như tem xước đồ lên lằng ngoằng như thế này thì chắc chắn 100% xe nào cũng phải có rồi anh em. Đó, xe mới tinh thì người ta sẽ bao cho anh em được, chứ còn xe qua sử dụng rồi thì chắc chắn là sẽ xịn chảy xước nhá. Đăng ký biển Bình Thuận anh em, 86B817592 này. Đó, dàn chân, dàn sơn, dàn xi, nói chung là đang xe đang còn chạy rất là ok nhá. Đó, bản 5 số, xe đang còn rất là đẹp, liềng tăm lốp liếc là mới thay cho anh em nguyên một cặp luôn nhé, trước sau. Con này có xuống cho anh em một cặp đèn mắt cú rồi nhá, nó hai bên hai đèn đèn cầu này, đó, đèn sáng này. Máy móc thì rất là êm anh em, đó, đĩa trước đĩa sau, đó, mọi chức năng đều hoạt động đầy đủ hết. Nhưng mà bây giờ mình sẽ test máy cho anh em mình nghe này. Máy nổ rất là êm nha, xe đang nổ máy luôn. Coi này, mọi chức năng đều hoạt động đầy đủ cả anh em nhé. Đó, xi nhan trái phải trước sau đều hoạt động đầy đủ cả. Đó, coi đèn đề xi nha. Đó, anh em nào có thiện chí với chiếc Exciter 135 này, đó thì anh em cứ để lại bình luận. Đó, hoặc để lại số điện thoại mình sẽ có nhân viên tư vấn cho anh em nhé. Đó, rồi xin chào và hẹn gặp lại anh em.